Mặt Văn Viên hay họ ăn cổ và MC liên tục gọi vào hôn trường, cô dâu vẫn ngồi xổm miệt mài bấm máy tính cộng sổ. Ngày vui cô dâu vẫn không quên nhiệm vụ cộng tiền mừng đám cưới của mình, thậm chí mải mê quá cô dâu còn không biết MC cưới đang mời mình vào hôn trường. Sau khi quyết định ngày về chung một nhà, tất cả cô dâu sẽ mải mê đi chăm sóc sắc đẹp hay tìm kiếm một địa điểm nào chụp ảnh cưới. Khi ấy tất cả mọi việc sẽ được người thân chuẩn bị từ A đến Z. Đến ngày vu vi, cô dâu dường như chỉ cần khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy và mỉm cười suốt buổi. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, rất nhiều cô dâu đến giờ tri vẫn còn tớ bật chuyện này chuyện kia. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi đang ngồi xổm miệt mài cộng sổ ngay trước hôn trường, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Ngoài ra chủ nhân clip hài hước chia sẻ, phu duyên mới không quên nhiệm vụ, mặc kệ Văn Viên hay họ đang ăn cổ, cô dâu cộng tiền phong bì, tiền mừng đã. Theo hình ảnh clip ghi lại giọng nói của nam MC đang giới thiệu về lễ cưới. Kính thưa quý vị khách quý, chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể và cô dâu sẽ được chính thức diễn ra. Chúng tôi xin chào đón sự hiện diện của các vị khách quý đến những dãy bàn tiệc cưới để chúng tôi được tiếp đón trong ngày vui hôm nay. Và ít phút nữa chúng tôi sẽ mời chủ nhân của bữa tiệc cưới bước ra đây để ra mắt quý vị. Ở một diễn biến khác, ngay ngoài cổng hôn trường, cô dâu đang ngồi xổm váy áo vệt lê đất, miệt mài bấm máy tính cộng sổ. Dường như máy tính cho nhanh nên cô không hề biết có người đang quay mình. Bên cạnh có một người phụ nữ, có lẽ là người thân của cô dâu, vẫn đang cùng ngồi cạnh quan sát. Ngay sau khi xuất hiện đoạn clip đã nhận được nhiều phản hồi của cư dân mạng. Nhiều người đã được fan cười rủ rượi trước tình huống có 102 này. Điều đáng nói như cô vợ trẻ cũng tranh thủ kể lại kỷ niệm ngày cưới của mình và bạn bè. Sao cô dâu không kiếm chỗ nào ngồi cho đàng hoàng tí, nhìn bê tha quá, còn cách cưới đi lại nữa chứ. Tài khoản UI viết, ngày trước mình cưới, vậy từ khi gà chưa kịp gáy phụ gia đình, làm cổ, nhà mình ở quê, không đặt nhà hàng, lọ mò xong, mọi người cũng mãi làm quên mất, không nhắc đi trang điểm. Đến khi nhà trai thông báo chuẩn bị sang mới hoảng hồn, chạy đi trang điểm. Điện thoại để trong phòng không biết, chị make up, cờ sắp cháy máy. Bạn bè đến bảo chưa bao giờ thấy cô dâu nào, chị vẽ mày và bôi son. Tài khoản DV kể lại. Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự chú ý của đông đảo của mọi người. Các quý chỉ còn ít phút nữa thôi thì lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho chú rể và cô dâu sẽ được chính thức trang trọng diễn ra. Chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý. Lúc này chúng ta đã tới và đang ở phía ngoài của khán phòng cưới. Quý vị vui lòng tiến tới từng dãy vòng tiệc để gia đình chúng tôi xin được hân hoan tiếp đón tất cả quý vị khách quý trong lễ ngày hôm nay. Và ít phút nữa chúng ta sẽ chào đón chủ nhân của tấm thiệp hôn sẽ bước lên sân khấu để ra mắt tất cả quý vị. Xin cảm ơn và kính mời. Không váy cưới, cô dâu diện combo áo mưa, nón lá và dép tổ ong về nhà chồng. Biết phải làm sao khi thầy phán ngày đẹp mà trời lại mưa sắp mặt như vậy, thôi thì diện sao cũng được, miễn là cô dâu chú rể có mặt tại hôn trường. Gần một tháng trở lại đây, miền Bắc liên tục đón những cơn mưa nặng hạt. Hơn một tuần trước, khi cơn bão Sơn Tinh đổ bộ, cảnh tượng thanh niên trai tráng thay nhau giữ rạp cưới hay cô dâu chú rể cùng quan viên hay họ. Lội nước rước dâu thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Ấy thế mà các cô dâu trong những ngày ấy vẫn cố gắng váy vóc lù là, trang điểm lộng lẫy. Tuy nhiên nếu xem xong bức ảnh dưới đây, nếu không được giới thiệu là cô dâu, chắc chắn không ai biết. Chủ thớt cho biết ngày 5 tháng 8 chị gái mình đi lấy chồng. Tuy nhiên thay vì váy vóc xinh đẹp, cô dâu lựa chọn combo nón, tổ ong và áo mưa. Trong bức hình clip được chia sẻ, cô dâu mặc áo mưa màu tím, chân đi dép tổ ong đã cũ, chiếc nón lá rách tả tơi, có lẽ đã đến lúc nghỉ hưu. Trong khi đó van khách vẫn ăn mặc bình thường và ăn cổ ngon lành. Ngay sau khi xuất hiện rất nhiều phản hồi than thở, cưới ngày mưa mệt mỏi hộ cô dâu, thậm chí có người trách thầy xem ngày không chuẩn khiến cho cô dâu không được lỏng lẫy trong ngày cưới. Trời nắng đẹp ăn cổ có phải đỡ vất vả hơn không, lại mưa sắp mặt. Đến ngày của mình đáng lẽ ra chỉ việc xinh đẹp để lên xe hoa thì lo hết chuyện này đến chuyện kia. Nhiều nhà đặt cổ mưa khách không đi, toàn gửi phong bì thì ế cổ, một tài khoản bình luận. Thầy phán ngày hôm nay là ngày đẹp vậy mà, lúc đầu chưa đọc caption mình tưởng khách đến ăn cổ, nhìn thê thảm sao đấy. Sau này chuyện kể cho con cái nghe, tài khoản VU biết. Bên cạnh đó, dân FA không hiểu vì lý do gì lại hả dạ khi thấy cô dâu mặc bộ đồ như vậy. Có người trước là tốt rồi, không quan trọng nắng mưa, nóng rét. Tài khoản LK viết: mọi người mặc bình thường, sao cô dâu kỳ vậy? Hay áo mưa thay cho váy cưới đây à? Tài khoản IN hài hước viết. Khóc nức nở hát người phản bội trong đám cưới người yêu cũ, mặc cho cô dâu chú rể cá bối rối, cô gái nhiệt tình hát người phản bội và quên anh trong từng cơn đau. Dân mạng từng nhiều lần tranh cãi trước câu hỏi có nên mời người yêu cũ đi đám cưới và có nên đi đám cưới người yêu cũ. Có lẽ trong ngày trọng đại, nhân vật mang tên người yêu cũ luôn có thể tạo ra những điều bất ngờ. Giống như đám cưới của cặp đôi xứ Nghệ trong clip được dân mạng chia sẻ rầm rộ gần đây, cô gái là người yêu cũ của chú rể đã giúp cho cặp vợ chồng son có một đám cưới không thể nào quên. Trong không khí nhộn nhịp của hôn trường, cô gái diện váy trắng xinh đẹp dõng dạc phát biểu: hôm nay là ngày vui của người yêu cũ, em xin hát tặng hai bạn một bài. Cả hôn trường rộ lên tiếng cười, còn cô dâu chú rể thì lộ rõ vẻ bối rối. Và không phải chỉ một mà cô gái hát tới hai bài liền, có tựa đề người phản bội và quên anh trong từng cơn đau. Trong khi hát, cô còn xúc động đến mức bật khóc. Màn hát tặng xong xuôi, MC đám cưới phát biểu một câu khiến cho ai nấy đều phải gật gù ủng hộ, chân thành cảm ơn sự can đảm của cô dâu chú rể và sự can đảm của người yêu cũ chú rể. Clip được chia sẻ trên một fanpage thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Một số người chỉ trích cô gái vô duyên khi làm hỏng ngày vui của cô dâu chú rể. Một số người lại đoán chú rể từng phản bội người yêu cũ nên mới có màn hát tặng độc nhất vô nhị này. Phấn khích đến đâu cũng nên kiềm chế lại, chứ ngày vui người ta mà đi hát cái bài đau thương. Nếu vui thì hãy đến, còn không vui thì nên ở nhà. Một nickname bình luận: chú rể chắc từng khiến cho cô gái này đau lòng lắm nên mới bị trả thù như thế. Một nickname khác suy đoán. Được biết clip này được quay tại lễ của cô dâu NL và chú rể CM cùng sống và làm việc tại Nghệ An. Cô dâu đã có những chia sẻ ngắn về chúng tôi xung quanh tình huống này. NL xác nhận cô gái mặc váy trắng hát trong clip chính là người yêu cũ của chồng. Hai người từng yêu nhau gần 3 năm và đã chia tay được 2 năm. Sự xuất hiện của cô gái khiến cho cô dâu xứ Nghệ ngạc nhiên vì trước đó chú rể không hề mời người yêu cũ. Thực ra mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không hề khó chịu hay nghĩ cô gái đó làm hỏng ngày vui của mình. Hơn nữa bạn ấy hát như vậy là khiến cho nhiều người hiểu lầm chồng mình từng phản bội bạn ấy khi yêu mà không hề có chuyện đó. Mình không thích điều này lắm, L chia sẻ. Cô dâu trẻ giải thích thêm: mình không nhìn về sau nhưng nghe nói bạn ấy có khóc thật. Lúc ấy một người em đem khăn giấy ra lau mắt chồng mình để trêu đùa, chứ chồng mình không hề khóc. Có tình cảm gì nữa đâu mà khóc. NL biết khá rõ về mối tình này của chồng nên không hề ghen tuông. Mình chỉ thấy bạn ấy làm vậy không đáng chút nào. Dù sao con gái cũng có cái giá, hết duyên rồi mà làm như vậy thì dại quá, NL chia sẻ.